Anh ơi, có cách nào giúp em không? Chứ em đi 4 năm tiệm salon rồi, tiệm nào cũng kêu là không được hết á. Vì là em rất là may mắn khi đến đúng với tiệm thánh tóc của Công rồi. Công sẽ xử lý cái đầu lâu này trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mà chi phí ở bên mình bao nhiêu vậy anh? Chi phí thông thường thì là 2 triệu. Nhưng mà với cái búi sơ dừa này thì 4 triệu. 4 triệu? Bốn triệu thì 4 triệu. Anh, làm cho em đi, em muốn lột xác. 4 triệu mà đẹp. Lột xác thôi. Nói chung gì tôi tiếng Việt đi. Dạ, phòng biên tập của tạp chí Hermos xin nghe ạ. Annabelle, con bé tóc xù của tôi, lại đây coi nào. Wow, quay một vòng coi. Wow, chúc mừng cô đã quay trở lại. Cả tòa soạn đang rối tung lên vì thiếu cô. Cho ơi một cái đi nào. Ê, ôi anh lầy quá rồi đấy. Xe ra đi Annabelle. Anh mới là người lầy đó. Xe ra. Cậu là người lố đó. Xe ra. Cô bé tóc đẹp. Wow, thêm 1 triệu like cho cái đầm rất hợp với dáng cô. 1 triệu like nó cho mái tóc và make up. Ngày hôm nay là cô nhiều like nhất ở cái tòa soạn này. Cô bé triệu like. Yeah. Tốt rồi, cuối cùng em cũng đã quay trở lại. Mới chỉ vài ngày không gặp thôi mà nhìn cô xinh hẳn ra luôn nha. Chúc mừng Nhan Chi. Đúng rồi, em xém nữa là không nhận ra chị luôn á Nhan Chi. Đúng rồi đó xinh chị quá. Đẹp xuất sắc. Xuất sắc luôn. Cảm ơn mọi người quá khen. Định đứng đây khen cả ngày không làm việc à. Giải tán.